vì rất ghét đi ăn uống mẹ nhà ta tiền. Mấy cái thằng đó là mấy thằng xa lông, nó thiệt luôn. Mấy cái thằng tạo tiếng vang, nó thật đúng không bạn? Đi ăn uống cái chuyện ai trả cũng được không quan trọng, còn cố tình dành ta tiền mà giết. Thôi mày để tao trả đi, mày mẹ tao hả? Thôi mẹ mày tới đây mày chơi mày để tao trả đi. Trời ơi, có mấy đồng bạc cắt vô cắt lát luôn xuôi ngực. Vậy chứ mà mình làm thiệt cái nó buồn liền à. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Hôm nay thì Duy Nguyễn gặp các bạn hơi trễ. Ủa gì trễ mấy bạn? Hôm qua tập gym nó tập trung với mấy Mr. Olympia, nó tập trung quá nên nó đủ theo. Về nó hơi mệt mấy em. Tập này nó tạ cũng nặng á, mà cuối giờ còn chơi thêm deadlift nữa. Nên bữa nay nó hơi nhức lưng nha, ngủ vậy nó hơi trễ. Thấy áo đẹp không? Khen cái đi mấy bạn. Yes. Xin trân trọng giới thiệu áo này, áo tặng. Áo tặng nha. Thấy chữ là Lean Body. Lean Body là biết lắp ra đa tặng rồi đó. Nói thiệt với mấy bạn luôn nha, Di mà qua xứ Mỹ này chơi một cái là ăn chùa tặng chùa bạn. What? Ghê chưa? Ghê chưa, ăn chùa tặng chùa. Nhưng mà nói phải đóng mặt mở mặt nha. Ăn cái gì chùa mà mặc cái gì chùa nha. Mặc đồ gym mới chùa ba. Mặc đồ đi chơi không có chùa. Đó. Thí dụ như qua đây á, giữa chừng á, mà sức của Di mang theo nè. Đó, sức Di mang theo nè. Tới đây là hết đúng không? Đó, thì Di chỉ cần hú một cái thôi là đối tác tặng sức cho uống vô tư. Wow, mạnh dữ. Mấy bạn thấy Di oai nhân cốc không? Đó. Thì các bạn muốn oai phong như Duy á thì các bạn phải đặt mua sub BBT để tạo mối quan hệ với Duy ngay từ bây giờ nha. Như các bạn đã biết thì Duy đang ở Lod đó. Duy đang ở Lod, cái thành phố đắt đỏ nhất nhì cái xứ Cali này đó. Xứ Cali, thành phố Lod đắt đỏ. Mà qua tới bên Lod rồi đó mà không ghé Sam Nutrition xin ít đồ thì nó có lỗi lương tâm đó. Nên Duy phải thuê xe. Duy chạy đâu coi, thằng đó chắc cũng phải là 100 cây á, từ đây ra đó 100 cây, trăm mấy cây á mày, trăm mấy cây đi qua thành phố Santa Monica đó, xong rồi tới ra chỗ của Sun Nutrition để xin đồ. Mình qua tới đây mình là khách, ta là chủ, ta kề ghé để biết thứ nhất công ty bự hay nhỏ, làm ăn được hay không được, có sản phẩm gì mới hay không, có gì hot hay không, nói chung xin ít về xài. Và đây là kết quả. Như các bạn biết là Sam nó mạnh nhất là Titanium Isolat. Nó là cái sản phẩm quay protein mà chiến lược của hãng luôn. Thì bây giờ sao là bên đây nó ra 5 mùi mà BBT nhập về 3 mùi. Nên đi qua đây đi thử thêm mấy mùi nữa, thấy ngon quá chắc chập về luôn. Lúc đầu là cho nhiều đồ lắm bạn. Cho nhiều đồ lắm nhưng mà có một cái hũ Sam này 5 bao nó bự quá. Bỏ vô vali không có vừa. Lùm cùm lùm cà mệt lắm. Nó lấy cái hũ nhỏ tượng trưng thôi. Hôm nay đi tập con này đỡ lắm nha các bạn. Tại vì các bạn phải hiểu là Duy ở bên đây thời gian rất là dài. Mà thời gian dài phải mang súp rất là nhiều. Mà mang súp thì chi, tự nhiên mình súp Mỹ nó sản xuất, mình đi qua Mỹ mình mang súp nữa chở củi về rừng nó không có hợp lý mấy bạn. Đó. Nên do đó qua đây xin là thượng sách. Thấy không? Nè, xin đừng đóng nữa nè. Cái này là quay đầu tiên uống sau tập nha. À. Còn cái này á là BCA. Đó, BCA này uống là trong tập. Xin đủ tháng xài luôn. À. Xong rồi cái này là collagen. Đẹp da bạn. Đừng qua đây khô, bạn hiểu không? Qua đây khí hậu nó khô, nó gọi là nó không được như Việt Nam. Nó độ ẩm nó không có đủ, nó khô quá trời. Nó phải bảo vệ da. Bảo vệ da thì mình không lẽ mình chơi kem thì nó là nữ quá. Đó nên mình phải chơi collagen. Cái này là hàng tặng nha bạn. Hàng sinh, đó sinh của con Sam, collagen. Xài được về bán luôn, xài không được thôi. Nó để đây nhiều lắm mấy bạn. Đó rồi cái này cái này là sô cô la mấy bạn. Sô cô la đây, sô cô kỳ ta. Ủa thằng Sam này có sô cô la nữa hả? Phải lại vậy đấy, chứ phải của Kit Kat gì đó. Hồi này là lộn. Bữa đó đi đổ xăng, cái ghé vô cây xăng mua bạn này, phải có sao lộn. Đây còn đây cô la, đây là vitamin D3 đó, vitamin nó cho đẹp da thôi. Nói chung là giờ thì
Rồi đồ cho, đồ cho mày. Tôi lấy thoải mái, là vitamin D3. Rồi nãy gì đây? À, cái này là canxi với magie, canxi, magie với gọi là kẽm với D3 luôn. Mấy cái đồ này đồ linh ta linh đó mà. Nè mấy em để em đóng đó. Uống xài chơi vậy đó mà. Cái này là lọc gan đó bạn. Rồi má tập gym nhiều quá, ăn protein nhiều quá đó. Ăn protein từ thịt bò đồ nhiều quá đó. Nhen lọc gan này có lọc gan nữa. Chơi luôn không mấy em? Còn chút xíu đi uống lean body xong anh chơi luôn. Có để vậy tụi em có bị kích thích không? Rồi đây gì đây? Ủa cái này chả biết giải giải độc cơ thể mấy em ơi. Tao mày giải độc này, vitamin từ lô hộp dưa vậy ta. Thằng này chưa biết gì nữa. Chưa tìm hiểu các bạn. Thằng này là kêu là green supreme. Green supreme nó càng giống như nữa. Giống như là giải độc gan của ta, giải độc cơ thể đều thuốc bổ rồi nằm lum la hết. Thằng này nghiên cứu sao đi này lạ quá. Nói chung nó cho nhiều quá các bạn. Này gì đây? Này vitamin tổng hợp. Phải không? Ủa thằng này không phải luôn á. Thằng này là gì? Rebiotic. Ủa giống gì trong sữa hả ta? Rebiotic. Rồi enzyme. À này chắc là tăng hấp thu rồi. Thằng này chắc tăng hấp thu cái quỷ gì rồi. Từ nghiên cứu luôn mấy bạn. Cái này đồ nhiều quá, tự nhiên cho mấy cái thứ nhỏ nhỏ này khó hiểu quá. Rồi này gì đây? Body lotion. Thật chất mẹ bậy hết sức bậy. Cái này anh bậy quá mấy em. Cái này anh đi khách sạn ở Las Vegas anh xu luôn. Ủa có không ta? Ở Diên Xu cái này làm gì trời? Bậy hết sức. Cái này chắc lỡ tay thôi. Cái này thiệt tình là lỡ tay nha mấy bạn. Bạn đính chính cho tôi nha. Không bao giờ tôi lấy cái lotion này làm gì cả. Lỡ tay hay bữa đó đi rồi nó check out nó vội quá. Bạn biết á, lỡ tách ở Las Vegas á, nó check out 11 giờ. Đúng không? Nó check out 11 giờ mà 10 giờ 59 phút Duy ở trong phòng game. Nó chạy 3 chân 4 cẳng về quơ được chiều quơ, chắc quơ trúng cái này rồi. Nè nè, khách sạn xe xa rõ ràng luôn nè mấy em. Xe xa rõ ràng ở Hollywood luôn. Ủa lộn, xin lỗi bạn, ở Las Vegas. Cái này lỡ tay nha, tay không tay cố tình đó, còn hết. Ờ, có gì ghê vậy? Nữa hả? Oh no. Su của một xe xa này 3-4 cái luôn trời. Chết bà rồi, kiểu này chắc nó lấy mẹ của Duy 50 đô luôn rồi. Khổ quá. Cái lực ở bên Mỹ á, đi khách sạn là bạn phải bỏ cọc 50 đô tới 100 đô tùy khách sạn. Đúng không? Nếu mà bạn xài bất cứ cái gì trong phòng á, nó sẽ trừ tiền của bạn. Mà cái này không những xài mà là trộm luôn. Thấy mụ nội rồi, cái này anh lỡ tay đi mấy em. Không phải anh cố tình mà em biết cái tật anh rồi mà. Anh lấy cái quỷ này nè, về làm cái con khỉ gì. Cái bữa đó chắc là anh để quên mấy cái hũ súp á trên cái bàn đó. Xong kết quên luôn, nó trống thôi. Bậy bạ hết sức trời ơi, mẹ giờ bắt xe đi trả cho nó chứ mất uy tín, mất danh dự quá trời, quá đất luôn rồi mẹ ơi. Ôi. À, thiền đóng sấp này, nó uống chùa bạn, bữa hổm đi qua lắp ra đa cũng chùa được mớ nữa. Chùa được đóng áo luôn, bây giờ quần áo này nọ kia. Ủa nhưng mà chỉ nghĩ lại á, sao mình có cảm giác giống như là mình ở một khía cạnh nào đó đúng không các bạn, thì mình đang được sử dụng sản phẩm chùa, đang được mặc áo phi. Nhưng một khía cạnh rất lớn khác á là giống như mình đang đi quảng cáo quá trời ta. Đúng không các bạn? Tự nhiên mà bây giờ Duy Nguyễn mặc cái áo lean body này nè. Xong rồi cái mấy bạn thấy áo đẹp, mấy bạn khen đẹp điếc này nọ, okay, các bạn xin. Các bạn xin hoặc là bạn mua. Đó. Xong rồi tự nhiên vô tình cái chữ lean body này nó nhồi sọ các bạn. Đúng không? Xong rồi cái ông lắp nó đang bán được lean body. Vậy là cái gì ta? Giống như thả cái áo ra ông bán được lean body ta. Đúng không các bạn? Yes. Cảm giác giống như mình là một hot youtuber. Mình là một idol trong giới game. Cái tự nhiên cái giờ cái mình đang đóng lên mình livestream cái xong cái quảng cáo luôn. Thì chả thể nào mà có cho xong. Nhưng mà khẳng định với bạn đồ là đồ xinh. Đồ xinh. Không phải đồ xinh mà đồ tự cho nha. Đồ tự cho. Nên Duy uống thôi. Chứ cái chuyện mà có bán hay không bán á là không trả lời trước nha. Không trả lời trước tại mũi à. Những cái đồ quỷ này nè, nó về Việt Nam á là nó phải tuân thủ những cái quy trình kiểm tra xét nghiệm rất là nghiêm ngặt của nhà nước đó. Nên màu Duy á, cái gì mà khó quá thì bỏ qua, đúng không? Làm ăn thì phải có lợi nhuận chứ không phải là làm ăn mà đâm đầu vô khổ quá là không có lời nói trước. Nên những cái gì bạn nhìn thấy ở đây không có nghĩa là Duy bán, ok, mà Duy chỉ đang phân phối cái này thôi, only one cái này. Còn mấy cái này là đồ uống chơi cho nó vui, cho nó bổ, cho nó béo thôi. Đó, thì nói chung á thì đi qua San chơi thì gặp trùm cuối. Đó, gặp trùm cuối thì
Không, trùm cuối này ngộ lắm bạn, nó sơ sơ, trùm cuối này trẻ, 47 tuổi à. Trẻ, nói chung trẻ cũng lớn tuổi Duy, mà ông này chạy xe điện mấy bạn. Má ngộ ghê á, tự nhiên qua gặp ông này, cái tự nhiên Duy cảm thấy ông chạy cái xe lạ lắm. Má nhìn thiết kế đúng kinh luôn, mà để chữ logo, chữ TT. Mà thiệt có Duy là cũng trong giới chơi xe, Duy là con thứ dữ rồi đó. Nó nói chung là mấy cái hãng xe như Mercedes, BMW, Audi, đồ rành hết. Yes. Mà tự nhiên qua đây thấy mấy cái xe như cái thiết kế giống Lamborghini. Nó lùng lùng mà cái kiểu nó cùi cùi, chứ nó không được như Lamborghini. Mà nó lại logo chữ T nữa, nhìn nó ngu ngu mày. Xong rồi cái một khi mà lên, ông chở đi chơi, ông chở đi nhậu. Đó. Ông chở đi nhậu. Xong một phát một cái, ông lên ga nghe đem ru mày. Nghe đọc rò rò, cái kỳ cục tá. Cái hồi xong rồi chạy tới cái trung tâm đó, cái mò. Đó. Cái mò Cali đó. Ông xong thông cái két vô, cái ông xe cực vô. Ở đằng sau nó đậu một đống hàng giống như cây xăng nhỏ 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 vậy bạn. Cái ông hút cái dòi ra, cái ông nhìn cực vô. Xong rồi trên đồng hồ đề chữ sạc điện. Rồi xong mẹ hiểu luôn, ông này đi xe điện. Bởi vì tự nhiên á, Duy có cái nhìn rất khác về xe điện nha các bạn. Qua cái dịp này, Duy có cái nhìn rất khác về xe điện. Xe điện nó chạy trong đô thị cũng ok đó. Ngày trước á, Duy nói với bạn câu á, rồi mấy xe điện mua lặng mẹ gì đó. Tôi mua xe xăng chạy cho đề máy cho ghê. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên mà Duy ngồi trên xe điện, Duy cảm thấy nó rất ư là hiện đại. Nó rất ư là hiện đại bạn. Nó hiện đại không phải nó mất tiền, mà giống như nó kết nối á, cái xe điện á, nó kết nối về 4.0, nó rất là ok, rất là tốt, nó mạnh ở điểm đó. Thí dụ như bạn lên Google này nọ kia, cái màn hình đó như màn hình Apple vậy đó bạn, bự lắm, Ấn Độ đồ này nọ, mà chỉnh rất là nhanh, và thao tác nó rất là nhanh, và kết nối đã lắm, nói chung là nhìn nó phê. Nếu mà nói về cái góc độ 4.0 á, là nó tiện lợi, nó phê hơn Mac của Duy nữa. Chứ còn về góc độ về nội thất, về xe và này nào kia, chắc con này rẻ tiền nên nó không có VIP đó thì đưa nó thiệt. Nhưng mà chạy thì nó khá là êm, và nạp điện ở bên này thì nó khá là ok. Tại điện bên này nó nhiều điện mà, một cái mò đó nó có một chỗ mấy trăm cái trụ, phải mấy trăm cái mấy chục cái trụ điện. Bạn vô bạn ăn nhậu, bạn game chắc cái đang bị cạn pin đúng không? Đang bị cạn pin nó để một phát một ăn chừng tiếng hồ à, ra full pin. Mà khi full pin vậy chạy được gần 300 mai. 300 mai nó khoảng chừng hơn 400 cây. Nó hơn 400 cây bằng quãng đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt hơn rồi đó. Wow. Thì nó cũng giống như gần như một bình xăng bằng đổ mạt đúng không? Đó thì xe điện nó vậy đó. Nó chạy cũng nói chung thì nếu mà Việt Nam phát triển xe điện mà chắc như mua đâu, nói thiệt bạn mua làm khỉ gì chẳng được. Việt Nam mình còn đường xá không có chơi được nha. Nhưng mà nếu mà Duy mai mốt công chuyện làm ăn này nọ bên đây nó nhiều quá, người nhiều khi bồ nhí mà này nó đông á, thì năm mới gì phải đi qua chừng 2-3 tháng rồi mua chiếc xe điện bỏ trong đó để chạy vòng vòng cũng được. Nói chung là không là sự trải nghiệm á, nói chung trải nghiệm thôi. Nói chung á là Duy quan điểm rằng cuộc đời này sống một năm nó chỉ sáu một ủ lộn một đời chỉ 60 năm thôi đúng không? Thì trên cái hành tinh này, trên trái đất này nó có cái gì á, thì chúng ta cố gắng chúng ta phải trải nghiệm cái đó, chứ không 21 về già sức đâu đủ đó. Mà muốn đấu được á thì phải có tiền, mà có tiền không đủ chưa chắc được đâu, phải tập gym đúng không? Mà phải tập gym phải coi Duy Nguyễn mới tập được chứ, tại Duy Nguyễn là người vừa có tiền mà vừa tập gym đúng không? Bạn theo đúng người rồi đó, cái này nói thiệt bạn theo đúng người rồi đó. Chứ bạn theo những người mà người ta tập gym mà ta không có tiền á thì họ bạn mất một mảng kiến thức rất lớn trong cuộc sống đó. Nhưng mà bạn theo những người mà có tiền mà không có tập gym á, bạn thiếu một mảng kiến thức rất lớn về sức khỏe. Mà hai cái đó bạn thiếu một trong hai gì đó bạn cũng fail hết. Đúng thì like với ba đó. Rồi xong, tiếp tục nói về ông CEO của San nữa không? Ông CEO của San nói chung á thì cao hơn Duy, có chụp tấm hình luôn. Công ty của San đó thì sao ta? Nói chung á về công ty của San đó thì không biết nói làm sao nữa. Nhân viên á thì nhưng mà thôi kệ đi, mấy cái này nói ra nó kỳ đó, mỗi nơi mỗi khác nha. Nói chung BBT tự hào là một công ty đẳng cấp và là một đối tác chiến lược của San. Mà để cho minh chứng cái điều đó là cái gì? Mà cái câu chuyện của San đến từ đâu bạn biết là gì? Ngày trước là San là cua BBT có năm trời đó, mới dính nha bạn đó. Và năm nay là cái năm thứ 3, thứ 4 gì làm việc với San rồi đó. Nhưng mà cái dòng sản phẩm của San thì rất là nhiều đó, nhưng mà ở thị trường Việt Nam nó chưa có quen thuộc lắm. Là mấy cái thằng đồ yêu này nè, nói thiệt các bạn, mấy cái thằng đồ yêu này nhập về bán từ lỗ tới bị thương. Tại vì bạn bán một mấy cái thằng đồ yêu này á thì một hộp á lời cùng lắm 20 ngàn á. Nhưng mà bạn phải tính tới cái tình trạng mà sau này xả hàng nữa. Nên khi mà một hộp bao lời 20 ngàn cộng với xả hàng có thể từ quê tới lỗ. Mà cái sản phẩm này cực kỳ khó bạn. Cái sản phẩm mà cái dạng viêm đó,
thì ở Việt Nam á nó kiểm tra nghiêm ngặt và khó khăn hơn nhiều đó, khó khăn hơn nhiều đó. Đánh vô thực phẩm chức năng, trời ơi má ơi, thực phẩm chức năng là chua lắm nha ba, mà làm mấy cái này hơi cực đó. Là sản phẩm của Sam nó rất là nhiều mà, trong bảo lên website của Sam thì sản phẩm Sam rất là nhiều, nhưng mà cái mức độ phù hợp với thị trường Việt Nam á thì nó không có cao. Mà dân Việt Nam mình nó lại mê rẻ nữa, dân Việt Nam mình nó xài đồ mắc cười đó mà, nó mê đồ rẻ rẻ bất chấp. À, đối với nó rẻ mà đẳng cấp, nó là cái thói quen mà thiệt tình đó. Bước cho kinh doanh ở đây nó khó khăn, nó khó khăn bởi vì cái phân khúc khách hàng nó bị trẻ nhiều quá, nó bị trẻ nhiều quá, hiểu không? Thí dụ như quan điểm của Duy, ông đồ bếp quốc, quan điểm thằng kia đồ cùi chơi, nên hai cái nó mắc xem. Duy thì nhập đồ bếp về, thằng kia nó chơi đồ cùi, nó không mua. À. Thôi không nói dài, nó dòng nó dài nữa, nó mình làm ăn đối tác chiến lược của Sang thì nó có đồ để mà khoe. Chứ mình nói miệng giang hồ nó mãi bạc này ha. Này này này. Bữa hôm đồ của Nutrap đó, ủa lộn, xin lỗi các bạn, đồ của Lazada thì gửi về. Còn đồ này nhỏ quá cầm luôn. Gửi về mất công nó lạc mấy bạn. Nó cầm thì có cái ăn cái nói đúng không? Đây. Cũng không có gì ghê gớm hết, là chỉ là kỹ vật thôi bạn. Chỉ là kỹ vật thôi nha, không có gì ghê gớm hết. Đây. Thấy chưa? Hả? Chụp hình đi mấy em, chụp hình đi, đó cầm chơi cho vui thôi. Rồi mới mốt về Việt Nam nó sẽ nằm trong tủ tiếp, nó nằm tủ như này nè, không để đây, kỷ niệm thôi, chỉ là kỷ niệm thôi nha, tất cả chỉ là kỷ niệm, đúng không? Nhưng mà cuộc đời chúng ta có nhiều kỷ niệm như vậy, sau này chúng ta mới có cái để chúng ta nhớ, đúng chưa? Đúng thì lại đi mấy em. Rồi muốn kể về bữa cơm trưa không? Nói chung qua đây được bao ăn thì phải kể thôi đó, bao ăn xong rồi. Cái đi ăn thì ăn đồ Nhật các bạn ơi, ăn đồ Nhật trong đó nhiều đồ quá đúng không? Ăn đồ Nhật, đồ Nhật thì đồ Nhật ở bên đây nó cũng giống như nó không, nó hơi khác chút xíu với bên Nhật, tức là bên đây ăn uống cái văn hóa là văn hóa xếp hàng, mà bạn vô bằng cốc không biết gì cả đúng không? Thí dụ vô đầu tiên mà vô quán nhà hàng nào đó, nó hỏi bạn đi mấy người, các bạn trả lời đi 2 người, đi 3 người, đi 4 người gì đó, ok, nó biết vậy, nó ghét thông tin nó làm ở đó, xong nó sắp xếp bàn, bàn có hết, đào có hết rồi nó mới cho bạn ngồi, xong mà nếu mà chưa có việc đó nó nói bạn đợi 5 phút 10 phút ở chỗ ngồi chờ cái sẵn đó vậy thôi. Vô ăn tập Duy kỳ được mang món, bởi vì ăn ông này nó khác, Duy ăn á, Duy kiếm cái món nào mắc nhất Duy chơi đó. Động từ tu chỉ, động từ tu chỉ bạn nghe, nó qua đây nó nói về bạn, đừng có tự tin ở cái 4 tiếng Anh và đừng tự tin ở 4 tiếng Nhật. Ông đồ ăn nó phức tạp lắm mà, nó ghi chung chung không à, chứ nó ghi cách chế biến đúng không? Ở trong đây cái món nó ghi giống như là món A, xong rồi dưới món mặt nguyên liệu gọi này, này hết, đâu nói chế biến sao đâu. Nhìn hình đó, nhìn hình thấy món nào bự chỉ, món nào mắc chỉ nào cho chặt cú nè ha. Nói thật sự này cũng hơi giả mang mà, nhưng mà không sao, cái quan điểm của Duy nha, Duy là người trách nhiệm, Duy chỉ cái gì được thì Duy trả cái đó được đó đó. Xong rồi chỉ món hơi bự, nó đem ra xu, vừa có sushi mà vừa có hải sản mà vừa có này tùm lum tùm la, có chụp hình đó bạn cứ coi đi. Mà ngộ một cái á, bên này Duy thấy á, mấy thằng giám đốc với mấy thằng CEO các bạn, nó ngất sạch rồi, ngộ ghê á, không hiểu sao nữ tướng nó bự trong voi vậy đó, mà nó ngất lắm, không biết về nó chết chúng ta. Chứ mà theo Duy nghĩ bình thường á, nếu mà người bự vậy á, ăn ngất sao hoạt động được, mà chưa kể tập gym nữa. Mà cái điều Duy thấy ăn rất ít, mà chỉ ăn cấp 2, cấp 3 là nó không, ăn xong hồi cái thấy lợi dụng lúc mà gọi như là đối tác mà đi toilet xong móc cái thẻ ra trả. Ồ với lịch sự lúc mà ai để tôi trả vậy đúng không, mình kêu đồ mắc tiền bắt tao trả chơi kỳ á đó, móc cái thẻ ra trả xong. Mà cái thằng quỷ, thằng cái nhà hàng này bực ghê á, nhà hàng Nhật nó làm ăn chậm như con rùa vậy đó. Ở Việt Nam mà xúc chĩa xong rồi đó, mình móc cái thẻ ra mình trả, mình để bill đi chà bá đây rồi, nó làm nó xử lý lâu á, nó không có tới nó lấy cái thẻ. Xong cái hồi cái nó đi thằng đó đi toilet ra đó, bạn mình đi toilet ra xong rồi chỉ phát một no nhau no, cất vô mày là người khách của tao, gì đó mày là khách của tao, my guest, không chơi vậy đâu đó. Nó cất vô móc bóp ra trả, mà tập của anh không có cùi, không có mè nheo nha, một lời nói rồi như đinh đóng cột. Thí dụ bạn đó bạn trả mà đúng thẻ liền, còn không bạn là im thì mình trả vậy thôi. Chứ cái tập gì rất ghét đi ăn uống mè nhặt trả tiền. Mấy cái thằng đó là mấy thằng xàm lông, cái đó thiệt luôn á. Mấy cái thằng tạo tiếng vang,
đúng không bạn? Đi ăn uống cái chuyện ai trả cũng được không quan trọng, còn cố tình dành trả tiền và diễn. Thôi mày để tao trả đi, mày mẹ tao hả? Thôi mẹ mày tới đây mày chơi mày để tao trả đi. Trời đất ơi, có mấy đồng bạc cất vô cất lát luôn xuôi ngược. Vậy chứ mà mình làm thiệt cái nó buồn liền à. Đó, mình cất vô thiệt cái nó buồn liền à, không nghĩ nó có rồi. Nói chung là cái này là mình khuyên thật các bạn luôn. Đúng không? Các bạn ra đường, các bạn có tiền là các bạn cóc ngắn cái gì cả. Nhưng các bạn đừng có diễn. Đúng không? Đừng có diễn. Bị đặt dành trả tùm lưng tùm lá làm gì? Ok, thằng không có trả. Chuyện nhỏ tao bao lại được. Chơi vậy đi. Nhưng mà nói chung á, ngày đó đối tác này tiếp đón gì cũng nhiệt tình. Trong công ty có ai giới thiệu hết, nhưng mà mấy tình tiết nhỏ nhỏ đó gì không có giới thiệu, không có nói nha các bạn. Từ thế phó giám đốc AMC design để giết được cái đó thì không nói nữa. Nó hoài cũng chả làm gì cả, mà nói gì ăn mà chơi cho vui. Đó. Xong rồi chở đi gì đồng vòng. Mà cái ông này nha, cái ông này á, ông đi làm cũng khá xa đó bạn. Công ty của ổng mà về nhà ổng cũng phải gần tiếng đồng hồ. Ở Mỹ này nói vậy đó, chạy xịu nhẹ nhẹ ngoài đường hay quay gì đó, không sợ gì trơn trời á. Xong cái rủ đi tập gym, hỏi là qua Mỹ có tập gym không gì. Nói trời tao hot model, tập gym gì ba, cái đó hot model hả? Ở hot model gì kênh YouTube tao gần 500.000 lượt xem đó bố. Hay làm mà có tin ghê không? Ghê dữ vậy ta. Cái nó ghê dữ vậy, nó làm sao làm mà cái tin tốt dữ vậy? Trời ơi, thường thôi, đâu dám chơi mà. Thời buổi 4.0 là một cái tên không tốt ăn mày à. À, nhưng mà xong rồi cái mà đặc điểm chung á là mấy công ty bên Mỹ, thường thường á mấy công ty bên Mỹ bằng nhìn người ta tay vậy thôi, nhưng mà người ta rất là tiết kiệm chi phí trong vấn đề marketing. Cái đó nói thiệt và nói nghiêm túc nha. Duy đi gặp nhiều đối tác rồi, chưa có bao giờ mà đối tác nào dám nuôi vàng đạo, không bao giờ dám nuôi vàng đạo đâu. Bạn thấy những cái con model chụp hình mày mà to mông đẹp vậy đó là mấy con gà dạo. Mấy con gà dạo nó không phải nó làm cho một cái thương hiệu đâu bạn, đúng không? Bạn để ý con Lai, con Lai đi, con Lai là con người nhỏ ngày xưa mà làm cho Nutrac đó, bây giờ làm cho tùm lum hãng rồi đó. Rồi ngược lại thằng gì, thằng Zimmery đúng không, ngày trước làm cho Apple Game, giờ nó đá nó đi qua hãng khác tùm lum mà, tất cả những con gà dạo đó. Và những cái model bên này họ sống như vậy đó, họ làm họ có thể họ ký cái contract, một cái hợp đồng một năm hoặc là một cái hợp đồng theo show đó, giống như lắp radar chụp hình quảng cáo sản phẩm ABC các kiểu, thì thuê mấy con gà dạo đó trong khoảng thời gian một cái job đó thôi, trả tiền xong đứt đó. Mà design á chỉ có một người hai người hết cỡ, nó thì bạn design chứ một người hai người hết cỡ, mà thậm chí họ còn mướn outsource nữa đó. Ở bên này á cái chi phí lao động rất là cao, nên tất cả mọi doanh nghiệp họ đều cắt giảm chi phí lao động hết, chứ không có chạy sang như BBT đâu, nuôi nguyên cái dạng media bao nhiêu năm trời rồi. Bạn biết cái dạng media cũng lông kinh khủng luôn á, quay phim hai thằng, hình không ba thằng, ngồi dựng phim ba thằng nữa, cộng thêm thằng model chính nữa là biết nhiêu đông rồi. Bạn thấy Việt Nam chơi ghê chưa? Đó, bởi vì bạn đi ra nước ngoài á, bạn phim thấy Mỹ đó, nó hình ảnh nó YouTube vậy thôi, nhưng mà cách làm của nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều, tiết kiệm chi phí rất nhiều, nhất là về nhân sự và hai là về model. Bạn chẳng sẽ đủ mà. Nha, mà bạn thấy không? Những cái kinh mà về thể hình đó, mà những cái kinh của hãng á, coi giống nhiều đó, cái đủ được dài sprite. Nhưng mà những cái kinh á phải tổng hợp á thì nó coi mới nhiều. Nó làm vậy đó. Bởi vì cái hãng mà đây nó làm marketing rất cực và rất tốn tiền. Mà nó muốn marketing á, nó phải tài trợ cho Olympia. Nó phải thuê đạo, livestream rồi thuê đạo, quảng cáo, mặc đồ này đó cả, rất tốn chi phí. Bây giờ làm ăn cái xứ này không có sướng lắm đâu bạn. Cái vấn đề lao động, vấn đề tiền lương là một vấn đề làm cho tao nhức đầu á. Ở Việt Nam mình cũng sắp rồi, nhưng mà nói chung anh ráng còn được nha. Mà mấy em muốn anh cộng lâu quá thì mấy em ủng hộ anh nhiều nhiều nha. Để cái này nay cao cao đi cho nó sốc. Rồi, nói tới đầu rồi ta. À, xong rồi rủ đi tập gym đúng không? Cái xong rồi cái đó. Trời đất ơi, Duy Nguyễn ơi, mày đã qua tới bên Lost rồi đó. Mày phải đi tập ở Gold Gym. Mà Gold Gym bên Mỹ này nổi tiếng nhất á là Gold Gym ở Venice. À, Venice Beach. À, cái đó ủa vậy hả? Nói vậy tập không tập, mai hẹn nhau 10 giờ tập nha. CEO đó có vé, có thẻ đó luôn. Nói chung là tụi nó tập trong đó chắc tụi nó có mua đồ. Tại trong này là đào nhiều lắm. Trong cái Gold Gym là đào cực kỳ đông. Mà thì thường mấy CEO tập trung trong đó để nó vụ đào thôi. Cái đó là mục đích thương mại nha. Mà anh cũng cảm thấy hối lỗi nha. Anh hứa cho nó đã đời mà không tập được với nó. Cái đó anh hối lỗi thiệt luôn á. Tại vì biết sao không? Đồ anh dơ nhiều quá đó, anh đi chơi anh mang cái vali nhỏ nhỏ thôi à. Đồ anh xin đó, đồ anh mang bên Việt Nam qua nó dơ nhiều quá anh phải giặt.
anh phải giặt, anh phải đi ra ngoài tiệm giặt đồ á, trời má, giặt đồ xong rồi nó tốn hết hơn biết hồ rồi đi ăn trưa. Ăn trưa đi vô Red Lobster đó, ăn bữa ăn có 152 đô à. Mà nó lâu quá, nó bên Mỹ này nó làm đồ ăn hơi lâu. Xong cái hẹn nó khoảng đâu chưa tập khoảng chừng 12 giờ chập đi. Nó ngồi nó chờ em quá trời chờ, nó chờ tới 4 giờ chiều luôn. Nó trời kia mày tới chưa vậy? Cái đó sorry mày, tham giờ tao đang bắt Uber. Nó đang bắt Uber này nọ kia. Nhưng mà thôi nắp tham đi. Nó nắp tham đi mà tại vì nó chờ lâu quá xong nó tập xong ra ngoài nó uống cà phê luôn rồi quá đi ăn nữa. Tao nói ăn rất tờ rồi, giờ đi ăn nữa, thôi tập gym đi. Cái đó thôi đắt tham đi, năm sau hay là tháng sau tao qua đi rồi tập. Chứ giờ kẹt quá à, tao là du khách mà tao đi gọi là đường xá xa xôi còn mưa phùn lầy lội mà Uber nó dụ nữa. Đúng không? Nhiều kiểu lắm nên tới nó hơi trễ. Nên không tập gym được chứ nó chờ, cảm thấy cắn rất trung tâm. Mà bởi vậy mình siêu khi như anh cắn rất trung tâm thôi, về Việt Nam cố gắng nhập titanium isolate nhiều cho nó vui lại. Đó, đời mà sống, anh sống biết điều lắm em. Anh sống biết điều lắm nên ai chơi cũng được hết á. Rồi, trong cái chuyến hành trình đi đến San nó còn cái câu chuyện nữa, lạc đường. San nó hai địa chỉ không nội, cái địa chỉ trên web mà nó ghi cho vui thôi nha. Bạn đi tới địa chỉ trên web bạn kiếm nó không gặp nó đâu. Nó còn cái địa chỉ bí mật khác. Đó, cái địa chỉ trên web, ủa sao mày ghi địa chỉ web vậy, làm tao đi, tao chạy tới đó tao không gặp ai, tao tự nhiên gặp tiệm nail mày. Tự nhiên tao tới chỗ đó thấy cái nguyên cái mo nhỏ xíu à, toàn là tiệm nail, có tiệm phở nữa. Xong rồi cái quảng hồn quá, không biết tao lạc sợ lạc đường. Ghé vào tiệm phở ăn tô mày. Ăn tô xong rồi cái gọi điện thoại hỏi ơi địa chỉ sao kỳ cục, hai địa chỉ đó không phải. Cái đó là địa chỉ mail bóc thôi. Còn địa chỉ thiệt ở chỗ này nè, nó nhắn tin địa chỉ chụp chạy tới thêm gần chục cây nữa. Mà ghé tiệm phở cũng nói chung ăn là cũng có sự trải nghiệm mấy bạn. Phở ở chỗ này thì nó không ngon bằng cái phở mà ở chỗ lần trước gì ăn. Cái lần trước gì ăn cái tô đó nó chất lượng hơn, nó bự hơn. Cái phở chỗ này thì nó không bằng, thịt ít hơn mà nước lạt nhất. Nước lạc mà rau nó cũng ít nữa, nói chung là ăn thì ăn cho ăn thôi. Chứ còn nói về độ ngon thì không có ngon lắm mà. Thật sự là như vậy. Nghe mà tao phở có 11 đồng chứ gì. Tao phở 11 đồng, người Việt Nam mình nha, người Việt Nam mình bán phở. Thêm gặp ông nội bưng phở, trời ơi, giống như mới ngủ dậy vậy. Tao nói thằng lẽ thì ở Việt Nam á, thì anh nói khác rồi. Mà anh không dám nói, nói sợ biết anh nhiều người Việt Nam. Tại vì anh ở đường nhìn anh y như Hàn Quốc em. Anh không dám nói luôn, anh gán nói tiếng Anh. Anh không dám nói tiếng Việt sợ nó biết mình Việt Nam đó, hiểu không? Nói chung qua đây nó có những cái mà nói chung là nó tùm lơ hết rồi, mệt lắm. Anh đó gặp em trai đó, anh chỉ tiếc một điều, em trai đó đi tập gym đi em trai, đúng không? Cuộc đời em còn trẻ quá, đúng không? Em làm mà em tập gym nhìn em rất là mong manh dễ vợ, nhìn em rất là yếu đuối đó. Mà anh là dân mà dân cuồng gym mà, anh gặp ai cũng muốn ta tập gym hết á. Phụ nữ cũng vậy, đàn ông thì đi tập gym đó, đi tập gym đó. Mà cái điều tập gym là một trong những cái điều mà anh cảm thấy là San Nutrition cần phải khắc phục. Tại vì cái dàn nhân viên của San Nutrition nó đa phần không tập gym mà. Ở bên này nó có một cái nghịch lý, đó là những cái công ty về nutrition đó, những công ty về nutrition là nhân viên họ không tập gym, họ chỉ là business thôi, họ ăn tầm bậy tầm bạ, cũng bự chà bá luôn, bụng bự này nọ kia, chỉ có ông CEO là tập gym thôi. Chứ ông nữa, ông làm bên gì là hai ông tập gym. Thế nên cái điểm là cái San Nutrition này không lẽ nhìn có phải góp ý không? Cho tiền thêm nhân viên tập gym đi, để nhìn cho nó mạnh mẽ, khỏe khoắn. Và ngược lại nhân viên BBT cũng vậy mà, không đốc thúc nó đâu chả tập. Ồ tụi nó vậy đó, tụi nó làm như là thường á, thường là như vậy nè. Cái thằng tập gym dữ á thì cái thằng làm việc không được, mà cái thằng làm việc được á thì thằng đó lại không tập gym đó. Bởi vậy bạn thấy được cái thằng nào mà nó vừa làm việc được mà nó vừa tập gym á, là cái thằng đó là coi như chân mạng thiên tử đó bạn. Thằng nào comment chơi đi mấy em, thằng nào vậy, thằng nào chân mạng thiên tử chị. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.